Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình rất hân hạnh mình được bị mời đi dự một cái hội nghị các bạn để tuyên dương những người hiến máu trên 20 lần và được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố. Rất là vinh dự luôn phải không các bạn? Ngày hôm nay thì sáng vô mình ký tên và được nhận cái phong bì này các bạn, đang hồi chữ thập đỏ huyện Cần Giờ tặng mình. Bây giờ mình vô hơi bị sớm cho nên ngồi chờ các bạn. Và đây là chương trình nhận thưởng các bạn. Xin mời mọi người cùng xem nhé.
ông Nguyễn Quốc Đoàn, rừng sát xã Bình Khánh, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Bình Trường, xã Bình Khánh, bà Nguyễn Thị Mến, Bình Thuận, xã Bình Khánh, bà Nguyễn Thị Mỹ Trung, tổ 17, ấp An Hòa, xã An Thới Đông, bà Nguyễn Thị Phát, ấp Bạch Lá, xã An Thới Đông, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, tổ 10, ấp Bình Trung, xã Bình Khánh, ông Phạm Công Chiến, miếu 3, thị trấn Cần Thạnh, ông Phan Thái Bình, ấp Bình Phước, xã Bình Khánh, bà Trần Thị Trung, ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, bà Trần Thị Hồng, tổ 4, ấp An Hòa, xã An Thới Đông, và bà Trần Thị Kim Quyên, ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh. Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nên trao bằng khen cho các cá nhân.